Đây là món miến nha, miến nấu với mướp với lại nấm hương với lại giò heo. À, giò heo. Sau khi mình nêm mình hầm giò heo nó mềm á thì mình nêm nước cho nó vừa ăn á. Giò heo nó mềm rồi là mình nêm nếm xong rồi mình bỏ mình xào nấm xong đổ vô rồi xào mướp, đổ vô mướp thì bỏ tươi vô nó mới ngọt, đừng có xào mướp. Mướp bỏ tươi vô. Rồi bây giờ thì tất cả đã ok, bỏ thêm tiêu và hành lá là ok. Tuyệt vời. Mình đã có một nồi miến miến mướp với măng, giò heo và nấm hương. Đây là nồi miến măng mình vừa mới nấu xong. Miến măng và mướp kèm với giò heo. Nhìn là rất là hấp dẫn nha. Bây giờ mình ăn buổi sáng nay kèm theo một chén nước mắm ớt chanh sáng nay ăn miến miến và mướp. Trời, cái nồi quá hấp dẫn luôn. Mấy cái chén mướp không có nấu, không có trồng gì hết đó, tự nó lên nó mọc hoang rồi cái suốt mùa hè đâu có tưới đâu, nó cằn cỗi nó không có một trái nào hết, không có tưới, đi làm miết. Cái giờ cái mùa mùa thu nó mát á, rồi có mấy trận mưa cái nó ra mấy trái, ra hái vô ăn thôi. Trời ơi, thấy mê quá trời luôn, ăn cái giò coi. Miếng nè, cái đũa rồi ok, đổ thêm miếng nước vô. Mình chủ yếu ăn mướp với lại nấm. Anh Châu ảnh chủ yếu ăn miếng với lại giò heo. Mời cả nhà ăn nha. Trước khi ăn bỏ một miếng nước mắm ớt vô cho nó cay cay luôn. Cay tét rúng luôn. Mướp nấu với miếng là nó ngọt lắm. Ngọt nước với lại hầm giò đó. Ngon quá, nước vừa ăn mà rất là ngọt luôn.
một khoanh giò heo nè. Giò heo chấm, giò heo chấm nước mắm. Nóng quá. Mướp nó ngọt quá trời. Mướp ở nhà hái. Không tưới đó, cho nên là nó có ít trái lắm, đủ ăn. Nấm hương rất là ngọt. Quá đã.